Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Trà My, rạng sáng nay ngày 29 tháng 10, mưa lớn kéo dài đã khiến cho lũ sông Buông dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nhiều phòng học tại trường trung học cơ sở Phước Tân 1 và trường tiểu học Phước Tân bị ngập sâu từ 0,6 đến 0,8 mét. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường thông báo cho hơn 3.000 học sinh nghỉ học. Ngoài thành phố Biên Hòa thì nhiều khu dân cư ven sông Buông của xã Gia Viễn, huyện Trảng Bom và xã Bình An, huyện Long Thành cũng bị ngập sâu. Lực lượng cứu hộ địa phương đã kịp thời giải cứu một số người đến khu vực an toàn. Đến thời điểm này thì nước lũ tại tỉnh Quảng Bình đang bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn còn hơn 32.000 hộ dân còn bị ngập, nhiều vùng còn bị chia cắt. Địa phương đang triển khai các mũi ứng cứu người dân vùng cô lập, nhất là khâu tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống. Các đoàn cứu trợ đã được tỉnh Quảng Bình huy động vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống tiếp cận các vùng đang bị nước lũ phong tỏa ở các huyện Lệ Thủy, Phú Ninh để tiếp tế cho các hộ dân. Ở trong có đồ ăn không? Dạ không, bỏ qua ăn gì hết. Bây giờ đi bữa, bây giờ ăn 2-3 ngày chứ không tốt nữa. Hiện tỉnh Quảng Bình vẫn còn khoảng 32.000 hộ dân bị ngập lụt, 58 thôn bản bị chia cắt. Lực lượng công an, quân đội của tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục tiếp cận những vùng bị cô lập với mục tiêu tiếp tế kịp thời cho người dân, không để hộ dân nào bị đói do lũ phong tỏa. Các cái xuồng lớn của các cái lực lượng chức năng không thể tiếp cận được. Do vậy là để vào được các cái vị trí nhỏ lẻ, các cái điểm đang còn bị chia cắt thì phải sử dụng các cái lực lượng tại chỗ kết hợp với các cái xuồng công suất nhỏ, các lực lượng chức năng để phối hợp nhịp nhàng để đưa lương thực, thực phẩm vào đến tận nơi cho bà con. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã di dời 1.249 hộ dân với 3.681 nhân khẩu do mưa lũ. Địa phương này chỉ đạo tiếp tục nắm chắc tình hình mưa lũ, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt, vùng có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân. Tổng công ty Điện lực miền Trung EVN-CVC đã hoàn tất khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 6. Hiện chỉ còn một số khu vực ngập lụt đang được theo dõi để đảm bảo an toàn trước khi cấp điện trở lại. Sau khi bão số 6 đổ bộ, có tổng số hơn 200 sự cố điện tại các địa phương đã được xử lý. Điện lực miền Trung đã cấp điện trở lại cho gần 690.000 khách hàng, chiếm 91% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Ngoại trừ một số khu vực ngập lụt, sạt lở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn như tại Quảng Bình, EVN-CPC cơ bản đã hoàn tất công tác khắc phục. Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc EVN-CPC yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nước rút đến đâu thì kiểm tra đến đó, đồng thời nếu đảm bảo an toàn thì cấp điện trở lại ngay cho khách hàng. Các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, khẩn trương ứng trực 24/24 để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, giúp khách hàng miền Trung, Tây Nguyên sớm ổn định nguồn điện, bảo đảm sinh hoạt và sản xuất.